hôm nay mình đi tiệm phở Việt Nam mình ăn cả nhà ơi. Đi với cháu mình nha. Đây trong đây có cái tiệm phở Việt Nam này, đây có nhiều tiệm lắm nha cả nhà nha, mà đông vui, cái shop hình nó lớn vui lắm cả nhà. Lúc trước em có quay nhưng mà nó nằm ở dưới nên có nhiều người không biết. Bây giờ em quay lại từ đầu cho cả nhà xem nha. Đó, cái tiệm có chữ phở đó cả nhà. Nó có nhiều tiệm lắm, hôm nay mình sẽ đi ăn phở thôi. Ăn phở với coi nó có món Việt Nam mình những món gì, lát nữa quay cho cả nhà xem nha. Rồi lát đi quay vòng cho cả nhà xem nha, đẹp lắm luôn. Nó càng ngày nó càng mới, lúc trước thì nó khác, bây giờ nó thêm này thêm nọ nên là nó đẹp hơn, chứ không phải lúc nào nó cũng giống nha. Quá đẹp chỗ này, rộng thênh thang quá trời luôn, nó có nhiều tầng lắm cả nhà ơi, bây giờ em chỉ đi cái tầng ăn trước nha. Ở đây nói chung là người ta thích đồ Á mình lắm cả nhà, nói chung là người ta ăn đồ Á mình nhiều lắm. Ở đây có mấy tiệm nhưng mà họ ăn đồ Á mình rất là nhiều, đây là một khu vực ăn đồ Á không nè nha. Cả nhà thấy mà tô bự bự đó là tô xúc phở rồi đó. Đây là rất là nhiều luôn, bàn ghế, trời ơi bàn ghế dữ lắm cả nhà ơi, coi nè. Nó bao nhiêu tầng ở trên kia nè cả nhà thấy không, quá trời. Bây giờ mình sẽ vô cái tiệm phở của mình, Vietnamese Food. Mình sẽ vào đó mình quay cho cả nhà xem. Trời, nó nấu tại chỗ luôn, nó làm tại chỗ, nhìn sạch sẽ lắm luôn. Một cái nồi phở của nó khủng khiếp cả nhà. Đây nè, nhìn rất sạch sẽ, kỹ lưỡng luôn. Đó, đồ ăn của mình đấy. Để quay cho nó cho quay. Đó. Đây nè cả nhà ơi, đó. Mình mới order 2 tô. Ủa đã quá cả nhà ơi, thích không? Trời ơi, thích quá cả nhà ơi. Can you put this pink one so them to look over? This one, yeah. Please. Oh my god. Yeah. Thank you. Đây nè, đây nè. Hello, hello. Họ chào mình đó cả nhà. Đây nè, họ quay nè, đây nè, đó để vậy muỗng đũa rồi đồ niêm rồi tất cả đây, nước mắm nước đồ đây nè đó. Đây, họ đợi sẵn như thế này nè, bắt đầu là họ lấy cho mình, bắt đầu họ lấy nè đó. Họ làm tại chỗ luôn cả nhà nha, làm tại chỗ luôn. Đó họ đứng mà làm tại chỗ thì rất là sạch sẽ luôn cả nhà nha. Những cái nồi phở nó nằm nó bự lắm cả nhà thấy không đó. Cái nồi phở cũng tiếp luôn. Đó, đó. Đây nè, gia vị rất là đông người làm như cả nhà, cái tiệm này đông lắm vì chỗ này nó làm ở trong một cái shop bình lớn nên là đông lắm luôn, cái tiệm này là gần 10 người làm trong đây, còn ở dưới bếp thì mình không thấy nha. Mình mới vừa order là một tô phở và một tô bún spicy. Là bún bò Huế. Cái này cái nồi phở cũng kiếm luôn. Này nó đứng che lại mẹ nó rồi, cái nồi phở là cả nhà thấy cái nồi phở không? Đó, hai cái nồi phở lớn của nó đó. Thấy không, hai cái nồi phở to cũng kiếp luôn. Mà bán là coi như là nó chăm vào xuống luôn nha, chứ không phải lai rồi đâu. Nó bán cả ngày đông lắm, bán từ sáng cho tới tối luôn mà. Quá trời đã luôn, hai cái nồi phở cũng sạch sẽ dễ sợ luôn không. Đây mình kêu hai tô rồi nè cả nhà. Kêu hai tô nè, đây là cái tô spicy nha. Thì tất nhiên là nó sẽ không bằng của mình ở nhà nấu đâu nha cả nhà nhá. Nó đơn giản vậy thôi, tại vì cái này là tay ăn cả nhà. Đây phở đấy. Cái này nó nấu cho tay ăn chứ người Á mình thì tất nhiên là nó sẽ không bằng đâu. Thì tiệm người Á mình nó sẽ ngon hơn và nó đặc biệt hơn. Còn tụi này đa số là nó nấu cái hương vị cho tay ăn, mà nó nấu đồ Á mình thiệt nghe hương vị cho tay ăn. Này là tôm, là tôm. Nhưng mà mình thích cái độ sạch sẽ của nó, rất là sạch sẽ, mình thích. Với một cái shop như thế này đó rộng lớn, mình muốn ngồi chỗ nào mình ngồi, mình thích cái kiểu mà nó thoải mái cả nhà. Đấy, còn tiệm Việt Nam của mình thì tất nhiên nó sẽ không được rộng lớn như thế này, nó chỉ nhỏ nhỏ thôi. Tiệm nào cũng vậy, còn như là nó là trong một cái shop hình đó, mình muốn ngồi đâu mình ngồi. Đó, thích ghê. Thôi bây giờ mình ăn nha. Ăn cỡ đi. Ở đây nó cho mình luôn cái rau ấy nè. Ít rau lắm, ăn ở nhà mới sướng, lúc này nấu nhà sướng. Rồi tại vì hôm nay muốn đi quay trên đây cho cả nhà xem á.
biết được cái chỗ shop thành lớn đó, nên là mình lên đây mình ăn. Chứ bình thường là mình nấu ở nhà mình ăn. Đơn giản lắm nha, nhưng mà đắt lắm. Đơn giản nhưng mà đắt. Cho mỗi cái một tí. Trời ơi, nước mắm không cho nước mắm hả trời? Ơi. Nước mắm hả? Mình xin nó thì nó cho, nhưng mà nó ra lại là đang ăn vậy đó. Mời cả nhà nha. Đi ra nhà ngoài, nhưng mà đi làm lịch sự tí xíu. Nói chung là không có tệ, không có tệ. Được, được. Mày đưa tao ớt, đưa tao hết luôn mày ơi. Mày đưa tao hết luôn đi. Bỏ uổng. Mấy ớt ông lấy theo hả mà? Mấy chục bạc á, hai tô này là mấy chục cơ cả nhà. Hai tô phở này coi nhiêu? 30, gần triệu Việt Nam nhờ. Hai tô phở là gần triệu Việt Nam. Phải tô nấu đủ tô phở, đơn giản thôi. Triệu Việt Nam á. Nước nữa, chưa có tính nước nữa đó. Ghê. Ở Việt Nam mình có chắc giỏi mấy chục bạc, ở đây tầm 1 triệu, 2 tô cái này 1 triệu đó cả nhà nhé. Nó lên giá rồi, ngày xưa nó mắc vậy. Ngày xưa là chỉ có 9 đồng 10 đồng một tô thôi, mà rất là bự hơn cái tô này nữa. Bây giờ là một tô mười mấy đồng. Giặt giá leo thang. Muốn ăn bò cũng được, muốn ăn tôm cũng được, ở nhà muốn ăn cái gì ăn, nhưng mà mỗi lần khi mình cho tỷ đi nó trong đó là phở gì, nhưng mình muốn tôm thì nó sẽ thêm tiền đấy, tại vì tôm nó mắc. Tôm mình thích đen là rất ngon, thích là nó thoải mái, với nó sạch sẽ lắm, rất là sạch sẽ luôn. Cả nhà nãy em quay cả nhà xem lại cho kỹ nha, sạch sẽ dữ lắm luôn. Ăn cái gì sạch sẽ thì mình nó mạnh miệng ăn. Lâm lâm. Đặc biệt là ở đây nó cho mình làm. Cho mình cái dao uống lưỡi nha cả nhà. Ủa nó không có rau quế hả? Nó không có rau quế nha. Hả là nó kêu thôi, nó không cho. Nó cho uống lưỡi cho nó không cho quế. Quế mắc tiền hơn. Mình lên đây ăn lịch sự. Mình không có gác cái chân. Vì cái bàn của nó cao quá nên mình không gắt cái chân được. Được. Nó cho được 4 con cơm. Tôm của nó ăn sực sực, tươi ngon. Đông khách lắm nha cả nhà nha, rất là đông luôn, đông dữ lắm luôn á. Cả nhà thấy cái nồi phở của nó khủng khiếp luôn á. Hai nồi, mà không biết mấy nồi nha, mình thấy hai nồi thôi, chứ mà không biết nó có châm vô thì mình biết nha, mình nghĩ có châm á. Châm vô thêm á.
Đang đói, tô này không nhầm gì hết, không nhầm rồi, chưa thấm gì hết. Không có nhỏ đâu được. Bò ở đây á, nó không có sắt, nó sợ sợ như này nè, nó lột có sợ sợ như này, sắc sợ nó không sắc mỏng bự như mình. Một tô đơn giản như thế này chỉ giá gần 500.000 tiền Việt Nam, hai tô là gần 1.000.000 bạc đó cả nhà. Mà không có nhiều đâu nha. Mình ăn xong mình cứ đi quay shop mình cho cả nhà xem. Ê, nhớ đúng xem cho hết nhà ủng hộ nha. Ở ngoài nắng quá trời luôn, nắng khủng bố, nóng chịu không nổi luôn, mặt mày đỏ như bông ngủ nè, nóng quá. Mình tự nhiên lắm, đi ngoài đường đông người thiệt, mình cũng ăn bình thường à, bệnh gì gỡ. Tiền mình mua mà ngồi đó e thẹn, chết đói à, lát có bụng xỉu, không có e thẹn, ăn hết thôi. Đi ăn đi uống là không có thục nữ thục gì chứ, ăn uống có thục nữ là mệt lắm. Chấm tới sáng hết tô bún. Đánh nhanh lúc lẹ để đi quay cảnh ha. Nó cho cái thì ít, cho nước rất là nhiều luôn. Tụi này khôn lắm rồi. Cho nước. Tao nói hai tô được mấy con phở gì đó, toàn nước thôi. Hết tới ba luôn vậy đó. Ngồi gần mấy anh nó biết phải Việt Nam không? Mà nó nói tưởng nó điên, tụi ngồi đó mình lên. Tí nước rồi để lại một chút xíu nữa. Không tại cũng ngon. Giờ mình đi quay cảnh cho cả nhà xem nhà hội đầu cổ nè, mới vừa gọi đầu cổ bù sù, bắt đầu đi quay cảnh nè cả nhà. Cái toilet của cái shopping lớn này, nó đẹp gì đâu, nó đẹp mà nó sạch lắm cả nhà ơi, nó sạch sẽ lắm luôn. Mình vô đây mình rất là thích luôn, nó sạch lắm, đẹp không đó.
mình đi ra ngoài mình quay cho cả nhà xem nha. Đây là cái chỗ mà để người ta ăn sushi á cả nhà. Sushi cái đĩa nó cứ chạy 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 vậy nè, là sushi người ta gọi là nó chạy 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 tới cho ta ăn. Mà giờ này em biết nó ra chưa thì không biết. Đấy, cái chỗ sushi nó chạy vòng vòng vậy đó. Đó, em làm tại chỗ luôn kìa. Cái shop hình này em thích dữ lắm, nó cực kỳ là sạch mà cực kỳ là đẹp luôn. Người quét dọn hả, liên tục vòng vòng đây là người quét dọn rất là nhiều luôn. Shop hình này nó lớn lắm, cả nhà tới mấy tầng luôn cả nhà. Lâu lâu em hay đi quay nó, vì lâu lâu nó có những cái mới chứ không phải là cái cũ nó làm như hoài đâu, nó có thay đổi cái mới. Qua bánh hôm nay nước ngon, bánh ngon nè. Hôm trước cũng đi quay nhưng mà mỗi một ngày nó bán bánh khác nhau cả nhà lắm. Bánh này bánh tây cả nhà ơi, ăn mọc dữ lắm. À, nước nè, ô cá mọi nước đẹp thế này. Ô bánh này cả nhà ơi. Trang trí đẹp quá hả? Oh my god, bánh ngon quá à. Trời đất, coi nó đẹp kìa cả nhà ơi, nó đẹp muốn xỉu luôn vậy đó. Đây là những bánh ngọt nè, chị em nào mà thích bánh ngọt vào đây, vào đây. Quá trời đẹp luôn cả nhà. Trời ơi là trời, đang giảm cân mà lấy bánh này thì chết rồi. Hay ăn mà ăn không được. Nói chơi vậy thôi, em ăn là la nó đã cho cả nhà. Ăn hết rồi nhưng mà không có mập. Vì mình không mập cho mình mới ăn thoải mái. Không có sợ mập đấy. Kem xoài, cái đó kem xoài. Kem dâu, kem bánh kìa. Nè, kem chắc là lẹp nè. Cái loại kem vanilla, nó có vanilla thơm. Vanilla cái vị thơm nha. Vanilla này nó thơm, nó làm bánh nó rất là thơm. Strawberry, mango, hai, quá đẹp. Cũng tưởng như mình mua, nó bảo hai hai, tưởng mình mua, nó kêu gọi mời mua. Bánh này ăn hoài, cái nhà chỗ này, cái tiệm này là em hay có mua được bánh sinh nhật, cũng sinh nhật của mấy cục vàng sắp tới rồi nên là chuẩn bị ăn bánh hơn, cũng lên đây đặt lấy nữa. À, bánh này là cái tiệm nãy là em quay là cái tiệm của Italy ở nhà. Bánh Italy rất là ngon nha. Nó không ngọt lắm, nó vừa vừa nhưng mà nó cực kỳ là ngon. Nó hơi đắt một tí thì nhưng mà nó ngon. Đây sốt. Quay sốt cho cả nhà xem. Nó tới mấy tầng lên cả nhà nhìn nè, từ trên đây nhé. Nhìn xuống nha, trời ơi, sợ té không rớt cái điện thoại iPhone 13 của tôi là tôi thử dặn luôn. Mới mua cái gọt. Hy sinh gì nghệ thuật nè. Đi xin gì nghệ thuật nè, đưa cái tay ra để quay cho cái cảnh nó đẹp nè. Đấy, chỗ này là cái chỗ ăn uống hồi nãy giờ nè, cái chỗ trong đây ăn uống nó đẹp lắm. Trong đây là cái chỗ ăn uống hồi nãy nha. Mà bên đây nữa nè, nó có nhiều kẻ đường hẻm lắm. Ở ngoài nó cũng rất là đẹp nhưng mà giờ này cũng hơi tối tối rồi, em muốn có thời gian nó đi quay ở ngoài cho cả nhà xem. Nó đẹp lắm, tối nó lên đèn nó đẹp lắm. Băng dài băng dép ở dưới kìa. Còn đây là nguy hiểm quá, đưa cái hoa đi nguy hiểm sợ quá. À, cái này là cái chỗ là ghế ngồi, mình có thể ngồi thư giãn ở cả nhà. À, người ta ngồi đi sắm đồ xong mệt mỏi xong mình ngồi cái này cái này à, thấy quay rồi có cái gì thì giới thiệu cho cả nhà nghe cái đó. Hôm nay nó có cái gì kìa, cái tiệm Apple kìa. Cái tiệm phone Apple kìa. Apple Pie kìa. Còn ở đây là cái tiệm Sara này nhiều người biết lắm nè. Cái tiệm này nó rất là đồ nó tốt lắm cả nhà. Đồ nó tốt lắm. Hôm trước em hay mua cho mấy đứa nhỏ em bận. Mà mẹ à có hay bận tiệm này lắm. Nó hơi đắt tiền. Nó cũng là cái tiệm có tiếng có tâm đó nha. Nhiều lắm, mà quay không hết đâu, quá nhiều luôn. Đây cũng là một cái tiệm, đây là tiệm Samsung cả nhà. Samsung.
năm sinh nhật cũng lớn. Đi quay vòng vòng cho cả nhà xem nè. Nó có ở ở ngoài kia đẹp lắm luôn. Một lát nữa mình đi ra ngoài, nếu mình đi rảnh á, mình có thời gian mình sẽ đi ra ngoài nha cả nhà. Lớn lắm, mà bây giờ mình đi vòng xuống dưới nha. Đây, lớn, thích lắm. Em mà đi lên đây là em muốn ở trên đây xuống. Vì nó rộng như lắm, nó còn ở ngoài nó rất là rộng luôn. Giờ mình chỉ quay vòng vòng đây thôi chứ còn ra nó rộng như lắm. Nó còn thang máy đi ra đây xuống cái mấy tầng luôn mà. Mà mình giờ này là không có vô shop được rồi, shop đông dữ lắm. Cuối tuần thì nó đông nghẹt luôn, sắp hàng không cũng chết, sắp hàng tới tối luôn á. Cái đóng cửa luôn mà chưa mua được bộ đồ. Đông khủng khiếp không, cả nhà thấy đông không? Trời ơi, con người ta này như kiến lửa vậy đó. Mấy cái tầng dưới còn dữ nữa, coi nè, lớp ngồi rồi lớp đi đủ thứ như quá trời. Thôi nè. Em xuống tầng dưới nè cả nhà, tầng dưới nè cả nhà. Đấy, tầng dưới nè. Hai cái tầng dưới là chỗ nãy anh ta ngồi đó. Bán cũng nhiều đồ lắm. Nói chung là tầng nào cũng bán nhiều đồ. Đây nè, đây bán nước nè. Bán nước tồn lắm nè. Đó. Lên đây là nó mê mẩn như lắm. Ở dưới nó bán bông muốn qua nè kìa. Cái chợ này nó bán bông muốn qua nè. Bán mỹ phẩm nữa nè. Mỹ phẩm loại hàng hiệu á cả nhà. Đây nè, dưới đây nè bán mỹ phẩm loại hàng hiệu. Ở đằng đó kìa, kho anh bán gồm bánh trái đủ thứ. Thích rồi. Tại mai shopping thì phụ nữ nào cũng thích hết. Cực khổ.
thành cũng được.